Kính chào quý vị và tất cả các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Ba người chơi đã sẵn sàng. Và có một điểm đặc biệt, chỉ trong những cái đập tay đầu tiên thôi, bằng kinh nghiệm nho nhỏ tôi đã có thể nhận ra cảm xúc của từng người một. Bạn Giang đang rất hồi hộp. Dạ. Đúng không em? Dạ vâng ạ. Đúng, rất hồi hộp. Đập tay cái tôi có luồng điện truyền về tay tôi biết ngay là. Và tôi phân tích tên nó là hồi hộp. Dạ. Thế còn bạn Hoàng Anh thì đập tay của tôi ấy, nó truyền mạnh quá, một cái dòng điện và phân tích là tự tin. Hồi hộp tự tin. Còn bạn Trang, dòng điện nó đập vào tay tôi, nó truyền về não bộ, nó xử lý có chữ là bâng khuâng. Bây giờ chúng ta, thưa quý vị, chúng ta sẽ làm quen với từng người chơi. Đầu tiên là bạn Hoàng Anh. Theo tôi được biết thì bạn vốn không sẵn sàng đến với chương trình lắm. Vâng. Mà là bạn đến là do bị xui, bị thách đúng không? Vâng, do bạn gái đăng ký hộ ạ. Thì thực ra cũng muốn tham gia để được gặp anh Xuân Bắc ngoài đời ạ. À, có muốn tham gia đúng không? Vâng. Đấy chỉ là một cái tác nhân thôi đúng không? Vâng. Người tiếp theo là bạn Giang. Bạn Giang là một người mà rất giỏi ghi nhớ, đúng không? Vâng. Các bạn em thì cũng rất là ngạc nhiên khi mà các bạn chỉ kỹ kể những chuyện nó vu vơ thôi, nó nhỏ nhặt thôi nhưng mà sau em vẫn nhớ và trao đổi lại với họ. Cái thần thái với cái khuôn mặt của bạn ấy thì tôi thấy bạn cũng có vẻ là người biết lựa chọn cái để nhớ. Xin cảm ơn. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay cho bạn Giang. Người đã truyền đến tôi dòng điện mang chữ bâng khuâng đó chính là bạn Trang. Chúng ta là người quen cũ. Bạn Trang, chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh nào, ở đâu nhỉ? Cách đây 6 năm ạ. Là em đang học tập tại thành phố Kharkov, Ukraine. Và ở bên đấy có một chương trình mời các nghệ sĩ đến và trong đó có anh Xuân Bắc. Em rất vinh dự lúc đấy đã được chụp ảnh với anh ạ. Đây là ở đêm giao lưu đúng không? Dạ vâng ạ. Chính xác không? Đúng ạ. Thưa quý vị, vâng, đây là ảnh mà tôi với cả bạn Trang. Hồi đấy thì Trang chưa gì nhỉ? Em chưa gì ạ. Chưa gì. Rồi. Hồi đấy tôi có gì chưa nhỉ? À, cách đây 6 năm thì rồi, gì rồi. Chính vì thế mà cái bạn có thấy là tôi đứng nó rất hờ hững không? Vâng. Đấy, người đàn ông chân chính nó thế cơ mà. Thực sự là lúc đấy đứng bên cạnh bạn nó cũng khác đấy, nhưng mà tôi dồn toàn bộ cái khác đấy vào tay phải bám vào thành ghế. Và bây giờ, thưa quý vị, bạn Giang, bạn Hoàng Anh và bạn Trang, ba người đã sẵn sàng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn PVGA đã tài trợ cho chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Một tràng vỗ tay để chúng ta đến với phần đầu tiên. Xin chào mừng quý vị và tất cả các bạn đến với phần thi thứ nhất của Đuổi Hình Bắt Chữ. Đuổi Hình Bắt Chữ phần thi thứ nhất. Bạn Giang, bạn Hoàng Anh và bạn Trang biết rồi đấy. Kết thúc phần thi này, một trong số ba bạn sẽ phải chia tay ra về. Bạn Giang đoán là ai? Em nghĩ là không phải em ạ. Bạn Hoàng Anh thì sao? Em cũng nghĩ không phải em ạ. Bạn Trang? Cũng không phải em luôn ạ. Không khéo là tôi. Nhưng mà tôi thì, nếu tôi về ai sẽ dẫn chương trình? Không phải anh Xuân Bắc luôn ạ. Cũng không phải tôi về đúng không? Không thể là tôi, không thể là một trong số ba bạn thì chắc chắn hoặc là đạo diễn hoặc là quay phim thôi. Nhưng mà dù là đạo diễn hay quay phim mà phải về thì chương trình của chúng ta khó có thể thành công. Đúng không? Cho nên quay lại luật của chương trình vẫn chỉ là một trong số ba bạn. Bạn Trang có lo không? Rất lo ạ. Đương nhiên rồi, rất lo. Bạn Hoàng Anh? Em cũng có xem chương trình của mình hàng tuần anh ạ. Xem hàng tuần? Vâng. Thường thì bạn trả lời được nhiều không ạ? Em trả lời chắc được khoảng tầm 50% thôi ạ. Tốt rồi, 50% là tốt rồi. Nếu ở nhà trả lời 50% thì lên đây với sự tập trung cao độ thì chắc chắn bạn trả lời được khoảng 7%. Bạn Giang? Em thì hàng tuần em vẫn xem. Và trước khi thi thì em cũng có xem lại mấy số gần đây nhất ạ. Mấy số gần đây nhất bạn có xem. Như vậy là chúng ta sẽ khó có thể đoán được ai sẽ là người ra về. Nhưng tôi xin đọc một lá thư của một người đã tham gia chương trình. Kính gửi ban biên tập chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, kính gửi đạo diễn chương trình, kính gửi quay phim chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, kính gửi các anh các chị họa sĩ thiết kế vẽ hình, đồng kính gửi ekip hóa trang phục trang anh bảo vệ trường quay. Nói chung là gửi tất cả những ai liên quan đến chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Điều đó có nghĩa là cả quý vị đang theo dõi truyền hình. Một tràng vỗ tay cho bức thư. Em là một khán giả của chương trình, có thể nói là khán giả trung thành. Em đã từng gửi bản đăng ký 6 năm và được là người chơi chính của chương trình. Cảm xúc của em vỡ òa khi nhận được sự đồng ý của ban biên tập. Chắc là các bạn cũng có chung cái cảm xúc đó. Vâng. Em đã bị mất ngủ một tuần, không ăn được và sụt 4 kg vì sung sướng. Và rồi đến ngày ghi hình, nhà em thuê hẳn một xe 24 chỗ. Tức là bạn không ở Hà Nội. Qua sự bình chọn và quyết định của bác trưởng họ, mở ngoặc, từ khi biết em được tham gia chương trình, trong họ của em phát động một cuộc thi đua. Trong vòng một tuần, ai đạt lao động tiên tiến thì mới được lên xe 24 chỗ về thủ đô Hà Nội. Đừng đấy, dòng họ này được. Em đã chuẩn bị rất kỹ càng và đầy tự hào cùng với gia đình xuống trường quay. Phải nói là trường quay của chương trình rất đẹp. Cảm ơn bạn đã có nhận xét chính xác về trường quay của chương trình. Không khí rất ấm áp, tạo sự tự tin cho người chơi. Các bạn có thấy thế không ạ? Có. Một tràng vỗ tay tiếp. Kết thúc phòng 1, cả dòng họ em, những người cổ vũ cho em vỡ òa trong cảm xúc. Em bị loại. Và đương nhiên cảm xúc của những người cổ vũ cho em là vỡ òa trong thất vọng. Kính gửi chương trình, em không chán. Phải nói với bạn, em không chán, chỉ buồn thôi. Em buồn tới mức chẳng muốn làm gì. Kính thưa chương trình, vòng 1 quá nghiệt ngã. Nay em viết thư này rất mong ban biên tập chương trình xem xét, hoặc là cho cả 3 người chơi vào vòng 2, hoặc không loại ai ở vòng 1. Tức là... Tức là 3 người ạ. Tức là thế nào nhỉ? Cho tất cả vào vòng 2 hoặc không loại ai ở vòng 1. Giống nhau. Vâng. Phải nói bạn này được cái lòng vòng. Như thế thì tốt biết bao nhiêu. Em cũng đã huy động được cả họ em ký vào đơn đề nghị này. Và em cũng tin rằng đây là mong muốn của đông đảo những người chơi Đuổi Hình Bắt Chữ có cùng chung số phận như em. Em xin chân thành cảm ơn. Tôi hỏi 3 bạn vỗ tay là vì lý do gì đấy? Ủng hộ ý kiến của bạn ấy ạ. Bạn Giang có ủng hộ không? Có, đồng ý cả hai chân hai tay luôn. Bạn Trang thì sao? Em nhất trí ạ. Nhất trí. Còn quý vị khán giả, những người vừa dành một tràng vỗ tay cổ vũ là đồng ý với ý kiến của bạn ấy hay là như thế nào? Mọi người có đồng ý không ạ? Đồng ý. Chưa bao giờ tôi thấy một cái sự đồng lòng nhất trí cao độ đến như vậy. Vâng, thưa bạn tham gia chương trình, bạn ở đây là bạn ấy chỉ ký tắt HTT. Với cái ý kiến của bạn và của cả dòng họ của bạn thì chúng tôi cũng đã bàn qua và có lẽ ban biên tập quyết định thay vì loại một người, chúng tôi sẽ không loại ai bắt đầu từ số này. Cảm giác bạn Trang thế nào? Em cảm thấy rất sung sướng ạ. Bạn Hoàng Anh? Em thưa anh cảm thấy rất vui ạ và rất cảm ơn chương trình ạ. Rất vui, cảm ơn chương trình. Chương trình cũng cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta bước vào vòng 1. Kỳ thực là vòng 2 của Đuổi Hình Bắt Chữ. Hãy dành cho chúng ta, chính chúng ta, một tràng vỗ tay. Nào, mời các bạn hướng lên màn hình. Xin mời. Đây là gì? Em thưa anh, em xin trả lời là loa kèn ạ. Loa kèn. Đáp án chính xác. Mời bạn nhận 300.000 đồng tiền thưởng. Miếng ghép thứ hai, xin mời. Mời bạn Giang. Thưa anh, đáp án là chạy bàn ạ. Chạy bàn, không thể sai được, đó là chạy bàn. Tôi có cảm giác là bỏ qua vòng 1 là tâm lý nó thoải mái, chơi nó bon hẳn. Chạy bàn, phục vụ bàn ăn trong nhà hàng, khách sạn nói chung. Mời bạn. Miếng ghép thứ 3. Mời bạn Hoàng Anh. Em thưa anh, em xin trả lời là hoa hồng có gai ạ. Hoa hồng có gai. Vâng, một câu nói đầy triết học và ẩn ý trong đó. Một tràng vỗ tay cho bạn Hoàng Anh. Đáp án chưa chính xác. Vẫn còn cơ hội 10 giây. Xin mời bạn Giang. Theo em là hoa hồng gai. Hoa hồng gai. Phải nói là bông hoa hồng này rất đẹp. Nhưng mà đáp án bạn đưa ra cũng chưa chính xác. Còn 8 giây cho bạn Trang. Ý nói người lấc cấc bướng bỉnh hay gây chuyện Mời bạn Trang. Gai hoa hồng ạ? Không đúng. Đáp án là ba gai. Miếng ghép thứ tư. Đây là mời bạn Hoàng Anh. Là đơn gì? Bánh ạ. Cái gì ạ? Đơn bánh ạ. Đơn bánh, đơn đặt hàng chưa chính xác. Một khái niệm trong âm nhạc. Mời bạn Trang. Em xin đoán là đĩa đơn ạ. Đĩa đơn hoàn toàn đúng. Chúc mừng. Đĩa đơn là bài hát xuất hiện trong album hiện thời nhằm mục đích quảng bá cho album đó. Đĩa đơn. Mời bạn. Miếng ghép thứ 5. Mời bạn Trang. Em xin đoán là son kem ạ. Son kem, đáp án đúng. Đó là son kem. Tôi hỏi bạn Trang sao bạn đưa ra đáp án bạn lại mỉm cười một cái? Tại vì em không chắc chắn lắm nhưng mà tại vì hình có thế nào em đoán thế ạ. Mời bạn nhận tiền thưởng. Miếng ghép thứ 6. Mời các bạn, rất nhanh, rất khẩn trương. Nào. Nghĩ kỹ đi, hãy nghe tôi gợi ý nào. Đây là hai đối tượng nào đang... Dãy số tự nhiên bắt đầu từ... Mời bạn Trang. Em xin đoán là không đấu ạ. Không đấu, chưa chính xác. Sắp đúng. Sắp đúng. Sắp đúng. Mời bạn Hoàng Anh. Em thưa anh, trả lời là đấu không ạ. Đấu không. Một tràng vỗ tay cho bạn Hoàng Anh. Bạn rất táo bạo nhưng mà bạn vẫn sai. Tiếp tục. Theo em là đối số ạ. Đáp án của chúng tôi là không chiến. Thật biết, không chiến. Chiến đấu bằng máy bay ở trên không. Miếng ghép thứ 7. Cực dễ, 2 từ. Mời các bạn. Mời bạn Hoàng Anh. Em thưa anh, em xin đoán là dầu lửa ạ. Dầu lửa. Chưa chính xác. Xin mời bạn Giang. Em là dầu hỏa. Dầu hỏa, đáp án hoàn toàn đúng. Bạn Giang sẽ được cộng thêm 300.000 đồng tiền thưởng. Tiếp tục, mời các bạn đến với miếng ghép thứ 8. 2 từ. Quả gì, hình gì, 2 từ. Mời bạn Trang. Em thưa anh, đó là thị giác ạ. Hoàn toàn đúng, đó là thị giác. Thị giác là cảm giác phân biệt được ánh sáng, màu sắc, hình dạng. Thị giác chính là ánh mắt nhìn của chúng ta. Khả năng nhìn nhận, khả năng phát hiện ra vật thông qua việc nhìn. Mời bạn. Miếng ghép thứ 9. Đây là gì? Mời bạn Trang. Em xin đoán là khay trang điểm ạ. Khay trang điểm. Các bạn nữ hầu hết là ai cũng có. Nhưng đây không phải đáp án của chúng tôi. Mời bạn Hoàng Anh. Em thưa anh, em xin trả lời là hộp trang điểm ạ. Hộp trang điểm. Không đúng. Bạn Giang. Theo em đáp án là giỏ trang điểm ạ. Giỏ trang điểm, hộp trang điểm. Cái gì? Khay trang điểm. Đáp án của chúng tôi là làn điệu. Các bạn thấy chưa? Vâng. Nó là làn điệu. Điệu hát dân ca có nhịp điệu, lời hát rõ ràng, làn điệu. Miếng ghép thứ 10, miếng ghép cuối cùng trong phần thi này. Mời các bạn. Bốn từ. Nhà bóng ạ. Bốn từ. 4 từ. 4 từ cơ mà. Tiếp tục. Hai cậu này đang chơi cái gì? Ở đâu? Mời bạn Hoàng Anh. Em thưa anh, em xin trả lời là sân bóng đá. Ở đâu cơ mà? Tiếp tục, bạn Giang. Em câu trả lời là sân bóng trong nhà. Thứ nhất tôi xin khẳng định là bạn chưa chính xác nhé. Tôi hỏi các bạn là hai cậu này đang chơi cái gì? Sân bóng, đá bóng. Hả? Đá bóng. Môn thể thao gì? Bóng đá. Ở đâu? Trong nhà. Bóng đá trong nhà. Không bạn nào được giành được tiền thưởng. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay chúng ta kết thúc phần thi này. Bạn Giang đang có 600.000 đồng tiền thưởng. Chúc mừng bạn. Bạn Hoàng Anh đang có 300.000 đồng. Bạn Trang đang có 900.000 đồng. Vâng. Bạn Lê Hoàng Anh, nghề nghiệp là kinh doanh, do bạn gái ép tham gia và đăng ký hộ thì em mới tham gia. Thế mà lúc đầu mà em cũng thích, vì đây là bị bạn gái ép tham gia. Thật bất ngờ và may mắn được trở thành người chơi chính trong ngày hôm nay. Sở thích là đá bóng, tập gym, bắt tay vào chân, oách, đi du lịch. Và ở đây bạn có một câu tôi cho rằng bạn viết nó vừa đúng mà nó lại vừa hay là mong anh Xuân Bắc đẹp trai gợi ý nhiệt tình cho người chơi đuổi được nhiều hình, bắt được nhiều chữ. Ngoài ra em sẽ trích một phần giải thưởng giành được ngày hôm nay để giúp đỡ những trẻ em trong làng SOS Hà Nội. Vâng, xin cảm ơn bạn. Bạn Giang, lý do tham gia chương trình của bạn? Lý do tham gia chương trình của em thì có 3 lý do chính ạ. Thứ nhất là em muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ khi mà thấy con mình tham gia chương trình yêu thích của cả gia đình ạ. Bởi vì bình thường thì ở nhà cả nhà em sẽ cùng nhau xem, nhưng mà khi mà xuống Hà Nội để học đại học thì em cũng ít khi về hơn, nhưng mà vẫn duy trì thói quen xem như một thông lệ ạ. Bởi vì là cảm giác qua chương trình mình vẫn có một cái kết nối với bố mẹ, vẫn đang ở gần bố mẹ. Và lý do thứ hai là em theo dõi chương trình rất lâu rồi nên cũng rất là thích và muốn được thử thách bản thân mình để xem là ở dưới áp lực của máy quay thì mình có trả lời được như là ở nhà hay không. Và lý do cuối cùng là rất là hâm mộ anh Xuân Bắc và muốn được gặp gỡ và giao lưu cùng với anh ạ. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Tức là bạn không ở Hà Nội. Vâng ạ. Thế hôm nay nhà mình có thuê 24 chỗ đi không? Không ạ. Không, bí mật mà, đúng không? Rất bí mật. Cả nhà bạn yêu thích chương trình. Vâng. Cho phép tôi được thay mặt những người làm chương trình xin gửi lời cảm ơn tới các thành viên trong gia đình bạn. Vâng, em cảm ơn vì đã ủng hộ, đã theo dõi chương trình suốt thời gian vừa qua. Tiếp theo đó là bạn Trang, biết một số ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Ukraine. Tiếng Việt nữa ạ. Tiếng Việt thì đương nhiên rồi. Bạn là sang Ukraine có lâu không ạ? Dạ, em đã sinh sống ở đó 8 năm ạ. Thực ra thì em cũng đẻ ở bên đó và về Việt Nam từ lớp 1 đến lớp 9, sau đó lại quay lại để học cấp 3 và học đại học ạ. Tôi thích mùa thu ở bên đấy lắm, đẹp. Đúng ạ, mùa thu có lá vàng rất đẹp. Có thể anh có thể đến vào mùa đông nữa ạ, bởi vì tuyết rất dày, tuyết trắng rất đẹp ạ. Tôi thì trước tôi cũng thích tuyết lắm. Sau rồi tôi không thích nữa. Vì bạn gái đầu tiên của tôi tên là Tuyết. Lý do tham gia chương trình: muốn thử cảm giác chơi trực tiếp khi được bấm chuông, khi cạnh tranh giành giật trả lời như thế nào. Còn bây giờ tôi tin rằng tất cả những ai đang yêu mến các bạn, đang ủng hộ các bạn, đang cổ vũ cho các bạn đều đang chờ đợi sự bùng nổ của các bạn ở phần thi tiếp theo. Số tiền thưởng rất cao, trả lời rất nhanh và bất kỳ một miếng ghép nào đều phải được tìm ra đáp án. Tôi sẽ gợi ý tới cùng. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Từ tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của Đuổi Hình Bắt Chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của Đuổi Hình Bắt Chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage Đuổi Hình Bắt Chữ Hà Nội TV, game show Đuổi Hình Bắt Chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý. Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu. Cùng kỷ niệm chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Mời các bạn cùng tham gia. Chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi tiếp theo của Đuổi Hình Bắt Chữ. Vòng tiếp theo, 9 miếng ghép nhỏ, 1 miếng ghép lớn. Mỗi miếng ghép là một hình, mỗi hình là một câu. Các bạn được quyền trả lời liên tục, nhấn chuông để giành quyền trả lời. Nếu đúng thì sẽ được 500.000 đồng tiền thưởng. Và mở chi tiết miếng ghép lớn. Nếu trả lời đúng trong vòng 5 giây, các bạn sẽ giành được 3 triệu đồng tiền thưởng. Nếu không, chúng ta lại tiếp tục. Cố gắng lên nhá, vâng. Bạn Trang nhá, vâng. Bạn Hoàng Anh, vâng. Bạn Giang. Nào, đây là gì? Mời bạn Trang. Em xin đoán là bánh dừa. Chưa chính xác. Gần đúng rồi. Mời bạn Hoàng Anh. Em thưa anh, em xin trả lời là tủ bánh dừa. Không phải. Cũng là 3 từ. Mời bạn Giang. Theo em là bánh dừa nướng. Bánh dừa nướng là đã bán hoàn toàn đúng. Bánh dừa nướng là đặc sản của Quảng Nam, là loại bánh được biến tấu từ những miếng cơm dừa già mà có vị rất là ngọt, thơm, bùi và ngậy. Mời bạn. Mở chi tiết. Đây là gì? 3, 2, 1. Không có trả lời ạ. Xin mời miếng ghép thứ hai. Đây là mời bạn Trang. Em xin đoán là điều hành ạ. Đáp án đúng đó là điều hành. Xin chúc mừng. Điều hành là hướng dẫn cho mọi hoạt động diễn ra theo một đường lối, chủ trương nhất định. Điều hành. Mời bạn. Mở. Đây là gì? 5, 4, 3, 2. Không có đáp án á. Không có đáp án. Miếng ghép thứ ba. Mời các bạn. Bình tĩnh nha. Các bạn nhớ là được quyền trả lời liên tục. Mời bạn Giang. Theo em là hàng ngũ ạ. Hàng ngũ thì không thể sai được, đó chính là hàng ngũ. Tập thể người được sắp xếp theo một đội hình nhất định hoặc một tổ chức chặt chẽ. Hàng ngũ. Mời bạn. Mở nào. Năm. 4, 3. Không có câu trả lời ạ. Không có câu trả lời. Miếng ghép thứ tư. Quá dễ cho miếng ghép này. Mời bạn Hoàng Anh. Em thưa anh, em xin trả lời là kiếm cơm ạ. Kiếm cơm. Hôm nay bạn nhận được rất nhiều tràng vỗ tay. Lại một tràng vỗ tay nữa cho bạn. Cái này giống như 2 lần trước. Vẫn sai, thế đâu. Mời bạn Giang. Theo em là kiếm ăn ạ. Kiếm ăn, hoàn toàn đúng, đó là kiếm ăn. Bạn Giang quả là một tay ghê gớm. Kiếm ăn, tìm cách hoặc việc làm để sinh sống. Kiếm ăn. Đây một từ nói chung. Mời bạn. Mở. Năm. 4, 3, 2. Không có câu trả lời ạ. Không có câu trả lời. Miếng ghép thứ 5. Đây là gì? Mời bạn Trang. Em xin đoán là kỳ cọ ạ. Chưa chính xác. Mời bạn Hoàng Anh. Em thưa anh, em trả lời là bút cọ ạ. Không phải. Cứ trả lời tiếp đi. Khó quá tôi sẽ gợi ý. Đây là gì? Quý vị khán giả, những người đang theo dõi truyền hình hãy cố gắng tìm ra đáp án đây là gì. Và dường như 3 người chơi đang suy nghĩ. Mời bạn Trang. Em xin đoán là cọ sát ạ. Cọ sát, đáp án hoàn toàn đúng. Rất thông minh, chúc mừng. Cọ sát. Bạn rất thông minh, chúc mừng bạn. Mời bạn. Mở. Ba. 2, 1. Miếng ghép thứ 6. Đây là gì? Mời bạn Trang. Em xin đoán là xe bán tải ạ. Siêu cầu thủ. Xe bán tải, loại xe hơi hạng nhẹ với cabin dành cho khách và thùng đựng đồ phía sau. Xe bán tải. Mời bạn. Mở. Bốn, ba, hai, một. Khó quá. Tôi gợi ý là còn dễ cực. Dễ lắm. Vấn đề là tư duy của bạn hướng theo đâu. Mà vấn đề là không phải do tôi gợi ý tài năng đâu, mà do tôi biết đáp án. Xin mời miếng ghép thứ 7. Mời bạn Hoàng Anh. Em thưa anh, em xin trả lời là chiếu chỉ ạ. Chiếu chỉ, hoàn toàn đúng, chúc mừng bạn. Lưu ý Hoàng Anh nhá, trong phần thi thứ 2, tức là phần thi này ấy, vâng, đây là lần đầu tiên bạn ghi điểm đấy. Vâng. Mời bạn 500.000 đồng tiền thưởng. Mở. Không khéo lại trả lời luôn câu này. 3, 2, 1. Không có câu trả lời ạ. Không có câu trả lời. Miếng ghép thứ 8. Các bạn lưu ý, miếng ghép thứ 8. Đây là dễ lắm, trời ơi. Thuốc nào mà thuốc? Hello. Xin mời bạn Hoàng Anh. Em thưa anh, em xin trả lời là thuốc trào ạ. Chưa phải. Mời bạn Giang. Thuốc Tây ạ. Gì ạ? Thuốc Tây ạ. Thuốc Tây, đáp án chính xác đó là thuốc Tây. Thuốc phòng và chữa bệnh được điều chế và sử dụng theo phương pháp y học hiện đại của phương Tây, và thuốc Tây để phân biệt với thuốc Nam, thuốc Bắc là những thuốc cổ truyền. Mời bạn. Mở. Năm, 4, 3, 2, 1. Chào hình. Chưa chính xác. Nào, trước khi đến với miếng ghép thứ 9 là miếng ghép nhỏ cuối cùng trong phần thi này, tôi sẽ gợi ý miếng ghép thứ 10. Đồng ý không? Vâng. Nhá. Và miếng ghép thứ 10 với giá trị là 3 triệu đồng tiền thưởng. Không biết sẽ thuộc về ai. Các bạn tưởng tượng ra nào. Giở lại cái hình đã chụp trong mắt. Nhìn thấy cái gì? Có cái hình. Hình gì? Hình tam giác và hình chữ nhật. Tạm thời gọi nó là những hình học. Hình. À, nó đang làm gì? Nó đang chào hàng. Mời chào. Nghĩ trong đầu thôi. Nghĩ trong đầu thôi. Chứ không lại rất ngây thơ và non nớt đấy. Nó đang giao, đúng không? Giao gì? Mua đi, hàng mới về, tức là nó giao gì? Bán, giao bán. À ha. 3 từ. Đáp án là bạn ra chưa? Em nghĩ là em đoán được rồi. Bạn Hoàng Anh nghĩ ra chưa? Bạn Trang cũng đoán ra rồi ạ. Cũng đoán ra rồi. Bạn Giang, bạn Hoàng Anh, bạn Trang với bạn Giang thì bạn cũng biết rồi. Hoàng Anh thì bảo chưa, mà cũng chưa biết chừng với ông áo cam này đâu nhá. Ông nói một thằng chưa biết thật mà. Em cũng không chắc chắn lắm. 3 từ. Vâng. Bạn Trang có ra 3 từ chưa? Dạ. Bạn Giang ra 3 từ chưa? Có, nhưng mà vẫn muốn được nghe gợi ý thêm vì cũng chưa chắc chắn lắm. Nào, chuẩn bị đây. 3 từ. Vâng. Phiên âm, ngôn ngữ không từ như sau. Thế chắc là đúng rồi. Đúng chưa? Rồi. Bạn Trang cũng đúng, bạn Giang cũng đúng rồi, chết rồi. Vấn đề là bây giờ ai trả lời được miếng ghép thứ 9 được quyền trả lời miếng ghép thứ 10. Miếng ghép thứ 9 bắt đầu. Mời bạn Trang. Mặt nạ giấy ạ. Mặt nạ giấy là đáp án hoàn toàn đúng. Rất nhanh, mặt nạ giấy hoàn toàn đúng. Là loại mặt nạ được cấu tạo từ 2 thành phần. Đó là giấy và dưỡng chất, có công dụng chính là cấp ẩm cho da và dưỡng da. Mặt nạ giấy cho các bạn. Ngoài ra có một loại mặt nạ được bồi giấy, là mặt nạ rất là truyền thống của chúng ta. Chúc mừng bạn. Mời bạn. Có chính xác không? Nào. 3 từ. Thưa anh, câu trả lời của em là hình bán nguyệt ạ. Bạn Giang có nghĩ ra đáp án này không? Em có ạ. Bạn Hoàng Anh? Bây giờ thì em biết rồi ạ. Đáp án của chúng ta là hình bán nguyệt. Rất thông minh, rất nhanh. Đương nhiên, bạn cộng thêm cho mình 3 triệu đồng. Bạn Giang thấy phần thi này của chúng ta thế nào? Khá là gay cấn ạ. Căng thẳng. Vâng, phần 1. Và rất là tiếc khi mà không kịp được câu số 9 ạ. Đấy, đáng lý là tôi phải gợi ý từ câu thứ 8 rồi, đúng không? Vâng. Bạn Hoàng Anh có thấy tiếc không? Dạ, em thì thấy nhanh thôi ạ. Thấy nhanh, qua rất nhanh, đúng không? Vâng. Thưa quý vị và tất cả các bạn, bắt đầu từ Đuổi Hình Bắt Chữ số tuần này là chúng ta sẽ bỏ qua vòng 1 và chỉ còn 3 phần chơi thôi. Trong chương trình hôm nay kết thúc 2 phần chơi. Bạn Giang đang có 2.600.000 đồng tiền thưởng. Xin chúc mừng. Bạn Hoàng Anh đang có 800.000 đồng tiền thưởng. Bước vào vòng trong, đó chính là bạn Trang. Vòng siêu tốc đang chờ bạn. Và bạn đang có 5.900.000 đồng. Chúng ta sẽ phải chia tay với bạn Giang và bạn Hoàng Anh. Hai bạn sẽ nhận quà của chương trình và tiền thưởng. Xin mời hai bạn. Xin gửi bạn quà của chương trình. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công. Em xin cảm ơn anh ở chương trình ạ. Anh cố tình gửi cho bạn ấy trước, anh quay sang bên này anh sẽ đứng lâu hơn bởi vì ánh sáng bên này nó thuận hơn. Đây là quà của chương trình. Chúc em luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và may mắn. Chúc anh được chương trình thành công ạ. Cảm ơn các bạn. Thưa quý vị và tất cả các bạn, phần thi siêu tốc của chúng ta sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Và có lẽ là người đang hồi hộp hơn cả, đó chính là bạn Trang. Và không biết bạn Trang sẽ vượt qua vòng siêu tốc như thế nào, chúng ta cùng chờ đợi. Một tràng vỗ tay dành cho bạn Trang. Từ tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của Đuổi Hình Bắt Chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của Đuổi Hình Bắt Chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage Đuổi Hình Bắt Chữ Hà Nội TV, game show Đuổi Hình Bắt Chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý. Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu. Cùng kỷ niệm chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Mời các bạn cùng tham gia. Thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để đến với phần tiếp theo Đuổi Hình Bắt Chữ siêu tốc. Đuổi Hình Bắt Chữ siêu tốc, bạn sẽ có cơ hội giành được số tiền thưởng và phần quà rất có giá trị. Bạn có tin rằng mình chiến thắng tuyệt đối không? Em rất hy vọng về điều đấy ạ. Rất hy vọng. Tôi cũng hy vọng. Mọi người sẽ cổ vũ cho bạn. Để tôi nói kỹ về luật. Chúng ta có 15 hình được bố trí theo dạng tháp từ tầng 1 đến tầng 5. Tầng 1 có 5 hình và tầng 5 thì chỉ có một hình. Trong vòng 60 giây, bạn muốn chiến thắng tuyệt đối thì bạn phải trả lời được miếng ghép số 15. Muốn lên tầng 2, bạn phải trả lời một câu ở tầng 1. Và ô số 11 rất quan trọng. Trước khi đến với ô số 11 thì chúng ta cùng xem số tiền thưởng tương ứng với mỗi tầng là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu và 30 triệu. Ô số 11, không biết hôm nay bạn có cơ hội giành được quà tặng là gì đây? Xin mời. Một bộ trang sức đá Topa của công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Bạch Hải trị giá 18.500.000 đồng sẽ là phần thưởng cho người chơi trong chương trình hôm nay. Đá Topa còn được biết đến với tên gọi là hoa ngọc. Chúng được xem là loại đá của năng lượng và những điều ngọt ngào trong cuộc sống. Đá Topa giúp tạo ra sự hứng khởi, kích thích sự sáng tạo của con người, đồng thời chúng cũng giúp nạp đầy sinh khí cho sức khỏe của gia chủ. Bộ trang sức đá Topa đến từ công ty vàng bạc Bảo Tín Bạch Hải được lên thiết kế kiểu hoa 8 cánh đuổi với viên đá Topa được mài cắt tinh xảo ở trung tâm, giúp người đeo thu hút ánh nhìn của người đối diện. Bộ trang sức đá Topa sẽ mang tới cho bạn vẻ đẹp trẻ trung, thanh lịch và luôn luôn tỏa sáng. Chúc bạn may mắn giành được phần thưởng này. Thưa quý vị, ô số 11 giá trị giải thưởng gần 20 triệu đồng. Ô số 15 giá trị giải thưởng 30 triệu đồng. Hoàn toàn có thể là của bạn. Nếu như 60 giây bạn vượt qua những thử thách của chương trình. Bạn sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng ạ. Thưa quý vị, 60 giây bắt đầu. Xin mời, hãy lựa chọn. Ô số 4 ạ. Số 4. Đây là gì? Bò đầy trâu. Chưa chính xác, khó quá, có thể bỏ qua. Bỏ qua. Câu số 3. Câu số 3. qua câu số 2 ạ. Câu số 2. Cứ bình tĩnh. Cậu bé đang thế nào? Hai từ. Mỗi khi chúng ta gặp bẩn chúng ta hay phủi tay. Gì ạ? Phủi tay. Đáp án chính xác đó là phủi tay. Câu số 6 ạ. Câu số 6 mời bạn. Gì đây? Các bạn hay xem đấy. Liên quan đến hoàng đạo đấy. Nó có sư tử này. Nó có cự giải. Như vậy là bạn đã trả lời được một câu ở hàng 1. Tổng số tiền thưởng bạn đang có là 6.900.000 đồng. Xin chúc mừng. Và bây giờ người chơi sẽ nhận tiền thưởng và quà của chương trình. Vâng. Xin gửi tặng bạn. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và bình an. Cảm ơn anh, cảm ơn chương trình ạ. Chúng ta vừa theo dõi chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ban biên tập các chương trình sân chơi Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn PVGA đã tài trợ cho chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Không còn vòng loại trừ, Nguyễn Anh, Hà Phi và Nguyễn Nga tự tin chinh phục những miếng ghép của chương trình. O thì là cái gì? Hai từ. Em thưa anh là cá gáy ạ. Cá gáy. Thưa anh, câu trả lời của em là đâm đơn ạ. Đâm đơn là hoàn toàn đúng. Chúc bạn ăn mì ngon, bổ mà không sót ruột. Câu trả lời của em là chim lợn. Quạ lợn. Tiếp tục. Chim cú lợn. Chim cú lợn, đáp án chính xác. Yes. Ai sẽ là người chiến thắng giành quyền vào vòng siêu tốc? Đón xem Đuổi Hình Bắt Chữ phát sóng vào 30 tháng 6 năm 2018 trên kênh 1 Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.